Cú đi cho lạnh quá. Rồi. Nay giờ phải dọn thêm cái bãi các bạn, không dọn không câu được. Cá cứ quấn rồi. Làm quả đi thả ổ mồi đó nhá. Hôm nay đánh vẫn địa điểm cũ này, em vừa cắt trọn một tí rồi. Ổ mồi cá không đây. Nước hôm nay trôi quá các bạn, nước này trôi quá. Ngồi đánh vào cổ này. Các bác nắm mồi vào nhé, nắm mồi vào thì nó mới chạm đáy được. Nước đây sâu về không nắm thì nó khó lòng mà chạm đáy. Hơi sâu so với quy định anh em ạ. Hàng đấy rồi. Cụ đi chân lạnh toát. Úi giời, úi giời. Úi giời. Cụ đi chân lạnh toát. Úi giời. Gì đây? Đấy thì mày chạy đâu? Cá khiếp quá anh em ơi. Ê, đúng rồi. Ê,
đúng rồi. Ok. Chui, chui thi gan anh em ơi. Đây là con chui thi gan anh em nhé. Khỏe quá. Con này đóng thẳng mặt chặt ra rồi. Ủa, cái vợt xì đà bác này, vợt xì đà nó bắt cá ra đây. Ủa, vợt xì đà. Ê, này được con chuối đầu tiên anh em ạ. Ủa, được con chuối đầu tiên. Vừa nãy mới được một con đô phi đấy các bác ạ. Vợt thả mất rồi. Con này vợt thả mất rồi các bác ạ. Đây, chuối gì gan nhé. Đây chuối gì gan anh em này, phê chưa? Ấy đâu. Nãy được rồi. Vào vào đó. Ô, tành quá. Chưa, về chắc em phải thay cái vợt xem. Vợt này xì đa quá rồi. Vợt này xì đá mất rồi các bác này. Này mua trên Lazada có 70.000 thôi, mình đi câu cá thì nghĩ là cá to thì không chơi cái vợt đắt tiền. Đây hai cái vợt này nó gấp gọn được ấy. Là nó gọn nhẹ anh em ấy mua. Chắc về này mua vợt mới rồi, vợt này. Được cá to, sóng mất thì phí lắm. Đẹp quá. Đẹp quá bác ạ. Đánh nó khổ rồi, hay thế chứ. Anh em thấy em dọn kia bãi cái câu cái cá đó mất chạy ngay. Nó không có cái niềm để mình cắt cái cỏ này. Nó sống mất hai con. Hôm nay chúng nó cứ xác định mềm đi. Đánh lục này ngon phết đấy, lục đầu cần. Này nước hơi chảy nó trôi quá các bạn. Đấy, mà cảm giác được đít cá to là này là sướng rồi. Này lắm chuối, ở đây sao lắm chuối nhỉ, toàn chuối sông. Chuối đi gan ở chỗ em bây giờ thật các bác là chuối đi gan rất là hiếm, sau này còn nhé. Đó. Anh em ơi. Đóng không? Ôi lại anh em có thấy tỉ phát không? Em chưa đóng máy. Nhìn mãi nhá. Bác ơi. Ê, đẹp quá, đẹp thế mà chưa đóng máy. Con chó này. Em thấy đào quá đẹp không? Để tôi phát luôn mà em chưa đóng máy phạt vụt kết trượt. Ê, đèn. Đèn quá các bác ạ. Xấu thế nhỉ.
rồi. Cá tì mà đúng không em bác nhỉ? Đúng là cá tì phải không anh em nhỉ? Đặt cái thấy nó rên luôn mà. Sao nhỉ? Ảo nhỉ. Rồi. Phải phá hơi ảo đấy. Phá hơi ảo anh em ạ. Đặt phát thấy phao nó đi mà. Đấy không không thể nào là phao tụt được mà phao không phải là tụt do độ sâu quá nhá. Quả đấy chính thức làm thế phao đi. Nó tụt mà nó kiểu nó đi nhiều cá đấy. Hình như vẫn có con nó luẩn quẩn ở đây. Chắc chắn có con đang luẩn quẩn ở khu vực này. Hàng đây rồi. Chúa 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 cụ chúa cụ chúa cụ. Úi trời ơi, đóng đúng không? Úi trời ơi, chúa cụ anh em ơi. Chết rồi. Đóng. Túi đi. Hàng đây rồi. Chúa 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 cụ chúa cụ chúa cụ. Úi trời ơi, đóng đúng không? Úi trời ơi, chúa cụ anh em ơi. Chết rồi. Đóng. Túi đi gái. Chú cụ. Hàng đây rồi. Chú cụ. Úi trời ơi, đóng đúng không? Úi trời ơi, chú cụ anh em ơi. Chết rồi. Đóng rồi. Túi đi ra. Chú cụ. Đây rồi các bác ơi.
Hàng lại chuối di gan rồi. Hàng chuối di gan anh em này, chết rồi. Mau mắc ngay vào cái cần cô đơn kia rồi. Áo phao bác ạ, mặc ngay cần cô đơn cho cuốn ngay mà. Mặc mũi rưỡi, ui nó mắc vào mũi rưỡi các bác ạ, mày quá mất đấy. Các bác thấy hôm nay em dọn được cái bụi na cái câu của chắc nó được cá hơn hẳn, không mất đâu. Trước câu toán vào cũng bị la, công nhận ở đây nó chui các bác ạ. Hôm nọ được một con chui đỏ, hôm nay được toàn chui đi gan đây này. May mắn thế nhỉ. Thế này quá. Thế ui rồi anh em này, chui đi gan to chưa em ơi, tay chân vẫn còn run. Ui, tay chân vẫn còn run các bác này, khỏe quá. Ui anh em ơi, ui chú đi gan to chưa. Sao chú em bây giờ lại xuất hiện cái giống này chứ lâu lắm này, thật sự các bác lâu lắm này không thấy cái loại cá này ở trên chợ nữa này. Ui này cầu con này, mỗi tội ăn cái loại này nó hơi nhiều xương các bác, phê quá. Các bác có cảm thấy này cầu sướng không, dọn ở cái chỗ cầu cảm giác là ngon hơn hẳn chứ cứ để nó mắc vào con này, nó hãy mắc vào dây hay là mắc vào cái dây. Ôi, mắc cờ đầy cô đơn nữa này. Ui, ui máu này. Con này to lắm con này. Tay chân mắc cờ dây. Ui, to quá. To quá anh em ơi. Về chưa? Ý, được hai con các bác nhá. Con này to hơn con kia. Con này người nó béo. Ngon quá. À, cho vào rồi. Máu ra nhiều quá bác ơi. Đúng rồi, ôi trời ơi, con này chui trắng ngon chưa. Ui, nó đánh đau lắm. Con này nhấc lên cảm giác nó phê. Hai chú này. Ui, này ăn đủ rồi. Này video hay cho anh em xem rồi. Ê, và toàn máu thôi này. Sướng quá bác ạ, rửa tay cái đã. Ôi trời, đất sông. Nghe nghe. Miền Bắc chỗ em mấy nay trời nó mưa, nó đất nó hơi bẩn, anh em thông cảm nhé. Đấy, quay phía này, quần áo bẩn nhoe nhét rồi. Đẹp.